Vâng, xin kính chào bà con. Rất vui lại được gặp bà con trong chương trình của Chuyện Nhà Nông. Và trong thời gian vừa rồi đó thì cũng có một số bà con đó, nhắn tin hỏi là chúng ta cho con chuồn hương ăn cháo thì có được hay không và nó có đủ chất dinh dưỡng hay không. Thì hôm nay tôi cũng xin chia sẻ về cái thức ăn dành cho con chuồn hương. Đó là cái việc mà chúng ta cho con chuồn hương ăn cháo thì nó như thế nào. Và bây giờ thì cũng là hơn 20 giờ tối rồi, thì cũng chuẩn bị cho con chuồn hương ăn đấy. Thì tôi cũng tranh thủ làm cái video này để chia sẻ đến bà con. Thì chúng ta đều biết rằng là trong vấn đề chăn nuôi ấy, thì cái thứ nhất là làm sao tiết kiệm được cái vật nuôi, và cái thứ hai nữa là cái đầu ra. Đó là những cái yếu tố rất là quan trọng, đúng không ạ, để chúng ta làm sao chúng ta gia tăng được cái lợi nhuận và ổn định được thị trường, ổn định được cái đầu ra cho cái con vật nuôi mà chúng ta đã nuôi. Thì nói chung là trong thức ăn của con chuồn hương ấy, nó cũng là gần như chúng ta có thể là thấy rằng thức ăn của nó thì rất là phong phú và đa dạng, và cũng phải nói là nó có nhiều cái nguồn thức ăn thì nó rất là rẻ thôi. Đấy. Như trong các cái video trước thì tôi cũng đã chia sẻ về cái thức ăn dành cho con chuồn hương đấy, thì bà con có thể thấy rằng là tôi tận dụng cái nguồn thức ăn rất là nhiều. Đó. Nhiều khi chúng ta có thể đi xin được. Đó, để làm sao mà cho con chuồn hương nó ăn nhưng mà vẫn đảm bảo là nó đầy đủ được các cái chất dinh dưỡng và nó tiết kiệm được cái chi phí. Thì đối với cái việc mà chúng ta nấu cháo cho con chuồn hương ăn ấy, cũng là một trong những cái cách mà tiết kiệm được tối đa cái chi phí nuôi con chuồn hương này. Và có thể nói rằng là gần như là nấu cháo là một trong những cái cách mà chúng ta tiết kiệm được cái chi phí nuôi con chuồn hương này nhiều nhất đấy bà con. Tại sao lại như vậy? Tại vì chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta nấu cháo thì cái con chuồn hương á, nó ăn, thứ nhất là nó dễ tiêu hóa hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể thấy rằng là cháo, khi mà chúng ta nấu cháo lên ấy, thì chúng ta chỉ cần một cái lượng gạo rất là hạn chế thôi. Hoặc là ví dụ chúng ta có thể tận dụng cái cơm chúng ta ăn còn thừa đấy, chúng ta có thể nấu cháo cho con chuồn hương. Thì như vậy thì có thể nói là chúng ta vừa tiết kiệm được, vừa tận dụng được những cái cơm thừa. Thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta nuôi con chuồn hương thì cái chi phí nó rất là thấp. Thế thì cái nấu cháo dành cho con chuồn hương thì chúng ta nên cho những cái loại thức ăn nào vào? Thì một là chúng ta có thể nấu cháo với cá. Cá ở đây thì chúng ta có thể tận dụng các cái loại cá vụn thì, hoặc là nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể là cho ăn các cái loại cá nào đó thì tùy chúng ta. Ví dụ như là đầu cá hoặc là những cái phần đuôi. Những chỗ nào chúng ta thấy chúng ta cũng ít sử dụng thì chúng ta có thể là cho con chuồn hương ăn. Hoặc là chúng ta có thể nấu cháo với đầu vịt, đầu gà, phổi heo. Thì những cái loại thức ăn đó thì nó cũng rất là dễ kiếm. Hoặc là nấu cháo với đầu chuột. Thì ở khu vực tôi thì một ký đầu chuột ấy, nó rơi vào khoảng 15.000 một ký. Thì cũng có thể là có lúc thì nó khoảng 10.000. Thì chúng ta tận dụng nấu cháo lên như vậy thì nó rất là tốt. Thế thì điều quan trọng nhất ấy, là làm sao mà chúng ta ép được cho con chuồn hương ăn cháo là điều tốt nhất. Thì cũng có những con nó rất là thích ăn cháo. Đấy, tuy nhiên ấy, là cũng như có những con này chúng ta phải tập cho nó ăn, ép cho nó ăn thì nó mới ăn. Đấy. Vậy thì cái độ tuổi nào thì có thể là cho cái con
chuồn hương ăn cháo, hay là nói cách khác nữa là ở những cái thời điểm nào thì chúng ta nên cho con chuồn hương ăn cháo. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt được là con chuồn hương nó ở hai cái giai đoạn, cái giai đoạn con và cái giai đoạn trưởng thành, thì nó sẽ có những cái thời điểm khác nhau. Thì đầu tiên tôi xin đề cập đến là cái con chuồn hương trưởng thành trước. Thì khi mà chúng ta cho cái con chuồn hương trưởng thành ăn cháo đó, là cái lúc mà đối với con cái nó đang chuẩn bị nó lên giống đó. Thì chúng ta cần phải có chế độ ăn cho nó giàu dinh dưỡng hơn. Ví dụ khi chúng ta nấu cháo rồi chúng ta hầy hầm với xương chẳng hạn, hay là đầu gà, đầu vịt, hay là chúng ta có thể đập hộp vịt lộn vào đó, thì chúng ta có thể là gia tăng cái thành phần dinh dưỡng cho cái con chuồn hương nó chuẩn bị nó lên giống. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà nó mang bầu đó, nó cũng cần phải có những cái chế độ ăn nó tốt đó. Thì chúng ta nên nấu cháo và bổ sung những cái thức ăn như vừa nãy tôi nói. Cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà nó nuôi con đó, thì chúng ta cũng nên cho nó ăn cháo. Còn lại khi mà con của nó đã được 2 tháng tuổi đó, thì khi mà chúng ta xuất chuồng đó, thì lúc này thì trong khoảng 10 ngày khi mà nó xuất chuồng rồi đấy, thì chúng ta cho nó ăn cháo. Còn sau đó thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta chuyển sang cho nó ăn chuối và các cái thức ăn khác. Và bắt đầu cháo thì chúng ta ngừng lại. Tại vì sao như vậy? Tại vì khi mà chúng ta cho ăn cháo nhiều á, thì cái con chuồn hương nó sẽ mập quá. Thì trong quá trình mập như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là chất lượng khi mà nó lên giống. Đó. Có nghĩa là khi mà nó mập quá thì cái tỷ lệ mà nó thụ thai nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Ở đây là tùy theo trường hợp thôi nhé, chứ không phải là hẳn như vậy. Nhưng mà phần lớn là nó ảnh hưởng như thế. Đó. Thì khi bắt đầu là chúng ta thấy rằng con chuồn cái nó đã phối giống đạt rồi, thì sau khoảng 15 ngày ấy, thì chúng ta sẽ nhận được biết được cái thời điểm mà con cái nó đạt giống. Thì lúc này bắt đầu chúng ta lại quay lại chúng ta nấu cháo cho con chuồn hương ăn. Đó. Thì đấy là nói về cái con chuồn hương cái, và con chuồn hương đực thì cũng vậy. Đó. Chúng ta lưu ý, hết sức lưu ý vấn đề là nó mập quá. Đó. Khi mà chăn nuôi chúng ta cho nó ăn vừa phải, nó mập, nó cái thể hình của nó ở mức trung bình khá, có nghĩa là nó không có mập ở đây, có nghĩa là bà con có thể thấy ở cái phần dưới bụng, dưới ức của nó đấy, thì nó nhiều mỡ chẳng hạn, thì đấy là cái dấu hiệu nó mập. Thì như vậy thì đối với con đực á, thì chúng ta cũng cho ăn cháo nó hạn chế ở từng cái thời điểm thôi. Còn khi mà thấy nó mập quá thì chúng ta nên ngưng cháo lại và chúng ta cho ăn chuối nhiều, tỷ lệ chuối nhiều. Và có thể lúc này ấy, là cái lượng tinh bột bắt đầu chúng ta sẽ giảm xuống và bắt đầu cho nó ăn những cái loại thức ăn giàu đạm hơn như cá chê này. Đấy. Hoặc là phổi heo. Thì đấy là đối với con chuồn hương trưởng thành. Còn đối với con chuồn con ấy, thì sau khoảng 1 tháng là bắt đầu con chuồn hương con ấy, nó được 1 tháng tuổi ấy, thì bắt đầu nó sẽ bắt đầu nó tập ăn cái thức ăn của con mẹ. Thì lúc này thì chúng ta nên cho nó ăn ăn cháo. Tại vì cháo thì nó dễ ăn, nó lỏng, nó dễ ăn. Thế như vậy thì khi mà nó tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi là bắt đầu nó sẽ ăn rất là thành thạo. Và 2 tháng tuổi thì lúc đó cái con chuồn hương nói chung là nó đã chính thức ăn được cái khẩu phần ăn của cái con chuồn hương trưởng thành rồi. Thì chúng ta có thể là duy trì cái việc mà cho nó ăn cháo đến lúc nó khoảng 4 tháng rưỡi đến 5 tháng tuổi thì chúng ta nên ngưng cháo lại. Mà chúng ta lúc đó đấy
khoảng 5 tháng rưỡi chẳng hạn, 6 tháng thì bắt đầu chúng ta chuyển sang cho nó ăn chuối, ăn hoa quả nhiều, rồi ăn các cái loại thức ăn giàu đạm khác, và chúng ta ngưng ăn cháo, tại vì cho nó ăn cháo nhiều thì nó lại tích mỡ mà nó dễ mập. Thì sau này khi mà nó lên giống, nó khoảng từ tháng thứ 10 đến tháng thứ 13, 14 thì nó lên giống, thì cái trọng lượng cơ thể của nó ở cái mức vừa phải đó, thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng mà nó khi mà nó lên giống. Thì đấy là cái lưu ý đối với cái con chuẩn hương mà chúng ta cho ăn cái thức ăn cháo. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là cho ăn cháo cũng là rất là tốt, và tùy từng thời điểm mà chúng ta nên cho ăn cái lúc nào và tạm dừng cái lúc nào. Và một số bà con thì cũng nhắn tin hỏi là khi mà chúng ta nấu cháo như vậy thì chúng ta có cần phải cho muối hoặc là nêm các cái gia vị khác hay không. Thì tôi nói là đối với con chuẩn hương thì chúng ta không cần phải cho gia vị gì hết. Đó. Không cần phải mắm muối, tại vì cho nó ăn muối nó sẽ không tốt. Cho nên là chúng ta chỉ cần nấu cháo không, không cần phải nêm cái gì. Chủ yếu là thức ăn là chúng ta cho vào và làm sao nấu cho nó thơm. Cảm giác là nó thơm như là nấu cho người ăn như vậy thì cái con chuẩn hương nó cũng rất là thích. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái con chuẩn hương ấy là nó cũng không phải là nó thích ăn cái món ăn đó nó lặp đi lặp lại. Đó. Mà chúng ta nên, ví dụ như là sau 2-3 ngày chúng ta nên đổi thức ăn cho nó. Đó. Hoặc là ví dụ như là trong quá trình cho nó ăn cháo đó, thì chúng ta có thể đổi cái thức ăn đi. Chúng ta có thể nấu, bữa nay chúng ta nấu với xương, ngày mai chúng ta nấu với sọc phổi heo. Đấy, ngày mốt chúng ta nấu với đầu chuột chẳng hạn. Đấy, thì nên đổi là như thế. Còn lại thì chúng ta nói chung là chúng ta nên cho cái con chuẩn hương ấy, nó bổ sung cái vitamin và khoáng chất. Đó. Các cái loại vitamin khoáng chất tổng hợp mà từ các cái bịch mà nhà sản xuất người ta đã sản xuất đấy, thì chúng ta có thể ra cửa hàng thú y chúng ta mua các cái túi vi chất như vậy, chúng ta bổ sung vào, trộn vào cháo đó, cho nó ăn. Tại vì trong quá trình ăn ấy thì có thể là nó sẽ không hấp thu được hết các cái chất dinh dưỡng, thì chúng ta sử dụng các cái vitamin khoáng chất tổng hợp như vậy là cũng sẽ tốt cho con chuẩn hương. Đó. Và cũng bà con cũng hỏi rằng là cái vitamin và khoáng chất như vậy thì chúng ta nên sử dụng thường xuyên hay là chúng ta chọn từng cái thời điểm. Thì cũng xin lưu ý bà con là chúng ta tùy theo cái nhu cầu của chúng ta có thể là cho nó ăn bổ sung vào lúc nào đó thì do bà con chuẩn bị thôi. Thì cái thời điểm mà chúng ta cho ăn ấy, tốt nhất là vào, như kinh nghiệm của tôi thì tôi cho nó ăn nó vào khoảng lúc mà từ 7 giờ đến 8 giờ tối. Có nghĩa là 19 đến 20 giờ tối. Thì lúc đó con chuẩn hương nó sẽ ăn mạnh. Chứ còn nếu chúng ta cho ăn sớm quá thì nói chung là nó ăn nó không ăn liền mạch, nó ăn được một ít xong nó lại nằm ngủ. Đó. Thì như vậy là nó cái thức ăn nó để lâu quá nó sẽ không tốt, đúng không? Nó sẽ sau khoảng 2-3 tiếng mà ăn chưa hết thì nó sẽ có thể là nó chuyển sang cái mùi chua, rồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề tiêu hóa. Cho nên là chúng ta cho ăn vào cái thời điểm là từ 19 đến 20 giờ hoặc là 20 giờ 30 là cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể cho nó ăn. Thì nó sẽ ăn liền mạch là hết. Và chúng ta sáng sau chúng ta chỉ có dọn dẹp cái chén dĩa dụng cụ thôi.
Và bà con lưu ý là nước uống ấy, chúng ta cũng chỉ gọi là sử dụng trong ngày thôi. Đến cuối giờ chiều hoặc là sáng sau thì chúng ta có thể là vệ sinh lại cái máng uống của nó. Và nếu như mà chúng ta nuôi nhiều thì chúng ta có thể là dùng cái máng uống công nghiệp, như sử dụng các cái bếp uống tự động dành cho con thỏ chẳng hạn. Chúng ta sẽ có thể là gắn ở đây. Vì như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà chúng ta cho nó ăn uống. Đó. Và hệ thống chuồng trại thì chúng ta cũng nên làm sao mà sử dụng các cái máng hấn bên dưới để hấn phân chất thải. Khi mà chúng ta đứng ở đầu này, chúng ta xịt thì nó có cái máng, nó có cái độ nghiêng, nó sẽ chảy xuống hố ga. Đó. Và đặc biệt là bà con có thể thấy rằng cái phân của con tròn hương ấy, chúng ta làm bioga rất là tốt, rất nhiều ga. Tại vì bản chất là cái con tròn hương nó ăn những cái chất bổ mà, cho nên khi mà nó thải ra đấy, cái phân của nó rất là có giá trị. Tôi có thể khẳng định rằng là đối với con tròn hương ấy, cái phân của 5 con tròn hương cộng lại có thể là bằng một con bò, bằng chất thải của một con bò. Cho nên là khi mà chúng ta nuôi con tròn hương thì chúng ta có thể là sử dụng cái phân đó làm bioga, thì nó có lợi đôi đường. Lợi ở đây là bảo vệ cho môi trường. Cái thứ hai là chúng ta có thêm cái nguồn chất đốt rất là tốt. Đó. Thì trên đây là một số các chia sẻ về cái việc mà chúng ta nấu cháo cho con tròn hương ăn. Đó. Nó sẽ tiết kiệm được chi phí như thế nào, và chúng ta cho nó ăn vào cái từng cái thời điểm nào là hợp lý nhất. Thì video này thì cũng xin được tạm dừng ở đây. Cũng chúc bà con nuôi cái con tròn hương thành công, và cũng rất mong bà con tiếp tục ủng hộ cái kênh Chuyện Nhà Nông, đặc biệt là các cái video về cái con tròn hương này. Xin chào tạm biệt bà con, và hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.